Ok, chào toàn bác nhé. Nay về được ít bộ ruột này, chúng cho côn đô. Đấy, ruột này là ruột đại một nhé. Đấy, đại một này. Có là quy nhé, quy là quy đồng này, quy đồng này. Hai lính tâm này, đấy, hai lính tâm này. À, búa này, tay kéo inox nhé, tay kéo inox này. À, hai cái lò xo này, một cái lò xo, một lò xo dùng cho 635 và một lò xo dùng cho 5.5 nhé. Đấy, đầy đủ cái em này. Dùng lăng sim nhé, lăng sim ốc ếch đầy đủ nhá, ốc bình tâm này đầy đủ cho anh em này. Đấy, sim là sim của quy này, rồi là sim của cái bình tâm này nhá. Thì ruột đấy em bán này là 300.000 nhá, đấy 300.000 bao ship cho anh em, bao giá luôn nhá, cái giá cứ thay đổi thì nó rẻ thì bán rẻ, đắt toàn đắt nhá. Ruột về anh em lắp vào một phát ăn ngay nhá. Đấy, trước khi gửi hàng cho anh em là đã test ok rồi, tăng chỉnh búa này, tăng chỉnh búa nhá. Tăng chỉnh búa đây. Chúng là cái bộ ruột này em toàn lắp vào cây ấy, toàn lắp vào cây để gửi hàng cho anh em. Đến ra một khẩu xe thì em mới lắp cây. Nên sẽ lựa chọn cho anh em là những cái bộ ruột nào mà nó chỉnh chuẩn chỉnh nhất đấy, chuẩn chỉnh và chính xác nhất được chưa anh em? Từ những cái sim này nhé, từ những cái sim này, đấy, từ những sim của định tâm này, đấy, đến ốc định tâm đầy đủ cho anh em nhé. Đấy, và cái sim của quy nhé, chưa anh em? 300.000 thôi, đấy 300.000 bao ship nhé. Đầy đủ hàng rất là nhiều nhé, số lượng rất nhiều luôn. Báo giá lại cho anh em 300.000 bao ship này, gồm có là quy đồng này, tay kéo inox nhé, đấy hai định tâm này, hai lò xo này, hai lò xo 15.5 này, 1635 này, một búa này, đấy răng sim kèm theo đầy đủ cho anh em, 300.000 bán lẻ cho anh em. Cái bộ ruột này thì dùng cho tất cả các dòng côn đô thẳng dài, côn đô to lo, côn đô u, côn đô z, nói chung là những cái dòng nào tên là côn và đô thì là dùng được hết anh em nhé. Đấy 300.000. Rồi, anh em có nhu cầu alo trực tiếp cho shop nhé. Đấy, số lượng về rất nhiều đấy, khoảng một của ít ra thôi. Ngày một ngày em phải lắp ráp tầm độ là 10-15 khẩu. Nên cả bán lẻ nữa ngày tiêu tốn hết tầm độ là hơn chục bộ ruột đấy. Đấy, số lượng rất là nhiều. À, rồi xin chào anh em nhé.